Trường Thịnh, có hai gã bám theo cậu. Mỹ Kỳ đang xử lý nhóm phía sau. Tại sao họ lại đuổi theo mình? Họ có ý gì? Làm ăn mà, có đối thủ cạnh tranh là chuyện bình thường. Nhưng mà cạnh tranh có nhiều cách mà, sao lại bằng cách này? Chỉ làm theo lời của đại ca. Đại ca mày là thằng nào? Tôi không biết gì hết, thả cho tôi đi. Ok, mày muốn làm vật thế thân đúng không? Tao sẽ tiễn mày. Thả cho nó đi. Tao biết tụi mày là tụi cấp ké, không nhận chỉ thị trực tiếp. Nói, đại ca tụi mày là ai? Nếu tôi nói ra, anh thả cho tôi nha. Tao hứa. Là Luân Heo. Em biết thằng này. Đi đi mày. Cassily không phải là một doanh nhân tầm thường. Mình phải nắm bắt cơ hội có 102 này thôi. Và từ đây anh bên em mãi, cho dẫu thời gian hờ hững phôi phai, cầm tay em.